Kate kate bara kate bara song kate buri swa. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư huynh đệ, mình ngồi như vậy thật là bình yên, mình ngồi như vậy thật là đẹp, mình ngồi như vậy mình nuôi dưỡng được rất là nhiều thiện pháp, mình nuôi dưỡng rất là nhiều những điều tốt đẹp trong cuộc đời của mình. Ngay cái phút giây này, ngay phút giây mà mình quay về với Phật, với Tam Bảo, mình thiết lập thân tâm mình bằng giới định tuệ, mình tắm trong giáo pháp của Như Lai, mình để cho thân mình vững chãi trong tứ ngồi hoa sen như Phật, và tâm mình thiết lập sự kết nối hiện tại với thân ngay phút giây này, thì bao nhiêu cái thứ tốt đẹp nhất trong cuộc đời của kiếp người của mình, nó bắt đầu mới có cơ hội biểu hiện qua cái con người mình. Vì cái con người của mình á, mình ngồi sai trong một tư thế nào đó chừng khoảng 5 phút thôi, nó báo cho mình biết thế nào là thời gian liền, phải không? 5 phút thôi là mình biết ngồi như thế này mỏi quá, ngồi như thế này đau, ngồi như thế này khó chịu, căng thẳng. Cơ thể mình nó có cái đồng hồ sinh học, nó có một cơ chế của một cái biết tự nhiên. Cho nên Đức Phật mới nói quán thân trên thân. Chứ nếu không có cái biết ở trên cái thân, mình không thể quán được. Nên mình nếu mà có thể, trong một ngày mình sống, cách mình đi, cách mình ngồi, cách mình nằm, cách mình đứng, mình làm sao cho cái đầu máy TV thân tâm này của mình ở trong cái trạng thái kết nối vô tiếng truyền hình 100%, thì trí tuệ của vũ trụ lúc nào cũng có cơ hội biểu hiện qua con người của mình. Mình là một tiểu vũ trụ, nhưng có điều mình lấy nó, mình hành sự trong cái đời sống tối thiểu của mình thôi, là đi đứng nằm ngồi á, nó không ở trong một cái tư thế được cái cơ thể này, là cái tiểu vũ trụ vận hành qua cái cơ thể này một cách đúng như nó thiết kế. Cái bức tường đó chỉ cần một viên gạch lồi nhỏ đó thôi cũng có thể làm cho cả bức tường nguy hiểm. Cho nên mình tu á, tức là mình ngồi trước hết là như Phật ngồi, bắt đầu mình tập luôn đi như Phật đi, nằm như Phật nằm, đứng như Phật đứng. Phật nằm là bên trái hay bên phải? Có nhiều khoa học trong đó không? Nhiều lắm. Đơn giản là tim mình ở bên nằm, mà bên trái sẽ chặn tim mình khó thở. Và tâm linh nữa, nằm bên trái dục niệm dễ khởi hơn nằm bên phải. Đức Phật ngồi á, là ngồi dưới gốc Bồ Đề. Tại sao không ngồi dưới gốc tre? Vì Bồ Đề hay là cái lưỡi hổ vân vân, nó nhả oxy,
Bây giờ cơ thể này lúc nào nó cũng được cái đại vũ trụ bên ngoài kia nè đi vào một cách tự nhiên mình nuôi dưỡng đó. Mình sao biết được? Đây là vào bài đó nha. Làm sao biết được là lúc nào cơ thể của mình nó cũng liên tục kết nối với vũ trụ để nó sống? Làm sao biết được? À, bóp mũi lại là biết được. Phải không? Bóp mũi lại là mình biết được. Nhớ như vậy. Nên khi mà thất tình á, mình nói chắc em chết quá, xạo xạo mình bóp mũi lại là cơ thể này nó nói liền thả ra cho tao sống. Cái tâm mình nó nói là mình chết, nhưng mình thử bóp mũi lại là cái thân này nói để cho tao sống. Không có tu á, thì không có chứng, không có hành á, là không có đắc. Giáo pháp của Phật á, dạy cho một lần cho một người thôi là giác ngộ liền. Do mình không hành và không tu nhiều như là mình học. Mình học nhiều nhưng mình hành ít, cho nên lợi ích của mình không bao nhiêu. Trong bốn cái tư thế của Phật á, mình tối nay về nằm thử một tư thế giống như Phật nằm ngủ luôn á, được không? Không được. Vì sao vậy? Vì nằm xuống chưa ngủ luôn. Đơn giản vậy thôi. Nằm xuống không ngủ được. Mình nằm xuống là cái thân thôi, cái tâm mình nó đâu có chịu nằm. Nó bay ra khỏi nhà và nó bay qua Mỹ luôn. Thì khi mà cái thân nó đã nghỉ nằm xuống rồi mà cái tâm nó bay qua chỗ khác á, thì lập tức cái thân nó cũng theo đó mà nó bay. Thân của tâm mình chưa bao giờ chia tay nhau hết á. Lúc nào hai đứa nó cũng là một. Hai đứa này mà không ở với đứa kia là nó sẽ phản ứng. Đứa kia nó sẽ lên tiếng. Ví dụ mình ngồi đây, sự vững chãi, chánh niệm của mình nó cho mình biết ở trong cái ánh mắt của người đó, cách người đó ngồi, cách người đó nói, cách người đó biểu hiện. Còn nếu như ngồi đây mà như vậy, nó lát đó nè. Không biết nhìn đi đâu, nhưng mà mình nhìn mình biết họ không có ở đây. Đi đâu không biết nhưng mà không có ở đây, phải không? Mình có từng như vậy không? Rồi vì mình không có như thế này mà mình cầm cái này mà mình dày miết. Như dày miết thì mình có ở đây không? Chứ mình ở đâu? Không đây. Cái đời này mà mình tu á, khó lắm. Bởi vì nhiều thứ hấp dẫn lôi cái ngũ căn mình ra bên ngoài lắm. Nếu mình không có cái niềm vui nội tại, tâm linh tịnh tưởng hướng thượng á, thì mình cũng không có buồn đâu. Mình đi kiếm những cái niềm vui của ngũ dục lôi kéo ngũ căn mình ra ngũ trần để nó hưởng thụ. Và mình hưởng thụ cái ngũ căn của ngũ trần á, thì mình hưởng thụ cái thứ nó làm cho mình đọa. Cho nên mình khôn á là phải đi kiếm liên minh đạo tràng, đến chùa dành thời gian chơi với bạn hiền thầy tốt. Hay ở một mình tâm nó sinh, nó sinh bậy, nó sinh hư. Tối nay về thực tập thử nằm trong tư thế của Đức Thế Tôn, tay mặt hoặc để ở đây nó chặn tay, chắc là ngủ vật lý, nó sinh lý nó sẽ làm cho mình mơ. Để làm sao cho thư giãn cái tay ra, gối cao lên cái đầu một chút rồi ngủ. Mình nguyện là tối nay mình xoay 3 lần thôi. Ví dụ nằm qua bên trái trước đi để dự phòng nó mỏi, cái nằm ngửa lên dự phòng nó mỏi, lúc đó mình còn suy nghĩ. Xong cái gần hết suy nghĩ rồi cái thấy à có vẻ chuẩn bị, phải giữ chánh niệm mới làm được điều này nha. Vì không có chánh niệm là mình biết, mình không có biết kịp là suy nghĩ nhiều hay ít. Thì cái tư thế ngủ sau cùng có ai biết không? Sáng dậy có nhớ không?
bó tay. Chánh niệm là sẽ nhớ. Chánh niệm là mình sẽ nhớ tối hôm qua mình ngủ ở cái tư thế nào, sau cùng mình thức dậy trong cái tư thế nào, và thậm chí mình biết luôn tối đó mình ngủ mấy tư thế. Xong rồi có chánh niệm á, mà muốn cái chánh niệm thì sao? Mình phải thường thì ngủ một mình, ngủ hai mình tao quậy đó ngủ. Người ta có tivi, người ta mở nhạc, con cái mình cũng khó lắm. Cho nên muốn tu hành mà trọn vẹn, đó là lý do vì sao phải đi tu. Ở nhà mà tu được là giỏi đó. Cho nên ta nói nhất tu nhà mà. Họ có tivi đó, họ nói chuyện đó, họ phiền não đó, nhưng mà tâm mình vẫn chánh niệm được mới giỏi. Vậy hết cách chọn rồi, phải làm thôi. Mà làm được trong đó là giỏi đó. Quyết tâm không nè? Vậy làm thử nha. Mình nhớ là mình lên chùa, mình học Phật. Vậy Đức Phật nằm thế nào? Đức Phật nói nhiều quá, thiên kinh vạn điển con nhớ không nổi. Giờ con thấy Phật làm sao, giờ con bắt chước làm vậy cái đó. Được không nè? Để bữa sau lên đây trình pháp với con, với huynh đệ thử. Thầy ơi, hôm qua con ngủ được rồi đó. Và mình kể luôn cái chánh niệm mình mà nó sáng rõ, giống như cái pin mà nó rọi vô trong đây, là nó thấy được là không những có bao nhiêu màu, bây giờ màu thì mắt mình dễ bắt được, nhưng mà nó thấy được đến nỗi là bao nhiêu cái đầu ngọn lá này xoay hướng nào luôn, phải không? Nó thấy được chi tiết năm ngón tay, rồi nó thấy được chỉ tay năm ngón, rồi nó thấy được từng cái chỉ tay nhỏ, rồi nó thấy được luôn cái thứ mà mắt không thấy luôn. Thì cái chánh niệm nó lớn, nó sẽ được đến cái trình độ đó luôn đó. Tối nay về làm thử. Tu là phải có cái gì đó để mình làm, chứ không phải mình nghe xong rồi mình không làm như không. Mà làm á, không có cái gì khác ngoài bốn cái tư thế đó. Mình đi cho nó vững, mình ngồi cho nó vững. Chắc chắn á, là mình ngồi trong tư thế của Phật nó sẽ lâu hơn là mình ngồi trong cái tư thế của mình. Tư thế của Phật mình ngồi được 2 tiếng, tư thế của mình ngồi vậy là phải gặp ai? Bác sĩ. À, ngồi thế này biết không? Bác sĩ chắc luôn. Cơ thể của mình nó không phải thiết kế để ngồi trong tư thế đó, cho nên Phật hễ mà ngài làm cái gì đó là ngài biết chắc chắn là đúng với cái cơ thể này, với cái thân tâm của kiếp người này. Bây giờ mình chưa biết hết những gì mà ngài biết, nhưng mà ngài làm sao là mình biết chắc, mình tin chắc là nó không có sai chạy đâu hết rồi. Đôi khi cái tư thế ngủ của mình nó cũng tạo ra một số bệnh, biết không? Bây giờ mình ngủ lại đúng tư thế, tự nhiên một số bệnh nó hết, được không nè? Bây giờ trong trước khi mình ngủ, mình có tác ý tu hành thì mình mới ngủ được cái cách của Phật ngủ. Mà lúc đó thì mình nhớ tới Phật, mà mình ngủ á là cái giấc ngủ mà nó được làm bằng cái năng lượng sau cùng của cái tác ý của mình á. Cái đó nó có khả năng trị bách bệnh á. Ví dụ như mình ăn cơm mà nhai kỹ, carbohydrate là nó trị đủ thứ bệnh á. Nhai cho kỹ nước miếng của mình, nó làm cho cơ thể mình á, cái hệ tiêu hóa mình nó làm việc ít lại, do mình đã tiêu hóa một nửa trên miệng rồi. Thì giống như vậy, cái giấc ngủ của mình đó, nó đi vào rất là sâu, giống như trong thiền. Có điều mình không có đang thực tập tu thôi, nhưng mà cơ thể này nó cũng đủ sức mạnh để nó đánh lại cái sự vọng tưởng của mình, sử dụng cạn kiệt năng lượng của nó. Để khi mà cạn kiệt năng lượng rồi, nó rồi tôi không cho anh sống nữa, anh phải off để cho tôi nghỉ, để cho tôi on. Hãy mà mình on cái đầu mình là cái thân mình nó bị sử dụng năng lượng. Nhưng nó thiết kế làm sao mà nó đủ sức mạnh để nó làm cho mình ngồi như thế này, đang làm việc nè, phải như thế này á. Cơ thể mình đặc biệt lắm đó nha. Ăn trái táo vô 5 phút là hóa thành con người á. Mình làm mệt là nó cho mình biết là cho nên cái giấc ngủ á, là nó quyết định cái phẩm chất của lúc thức. Nhưng mà mình không có chọn lựa, mình để cho nó mệt, nó bị động, nó cạn kiệt, rồi nó đi vào giấc ngủ. Giờ ngủ như vậy là sao? Ngủ vậy mệt lắm.
ngủ dậy á, mình cũng biết là tối hôm qua mình ngủ không biết gì hết á, nhưng mà sao sáng dậy nó không có khỏe gì hết trơn. Cái suy nghĩ sau cùng á, nó làm cho cái chất lượng của giấc ngủ mình nó nuôi, nếu như nó là cái bất thiện pháp mà nó đi vào trong cơ thể mình trong giấc ngủ, là đi suốt cái giấc ngủ nó làm cho mình không những là không được sạc năng lượng mà còn tiêu hao những cái thiện căn mình tu cả ngày nữa. Mộng mị mệt mỏi căng thẳng trong giấc ngủ luôn. Nhớ nha, về thực tập nhớ tới Phật. Nhớ tới Phật là một công đức rất lớn. Giữ giới của Phật khó gì vậy? Rất khó. Giữ giới là giữ cái thân thôi đó, mà cái tâm mình nhớ tới Phật khó hơn gấp 10 lần. Cho nên có cơ hội buổi tối thôi, dành cho mình về với Phật một chút, để Phật trong lòng mình xuất hiện một chút. Mình đi học này về nè, sau bắt đầu mình quay về lại với gia đình thì mình cũng nhớ lời thầy dạy, cẩn thận, mình đã lên chùa rồi, tối nay mình để làm sao cho cái thân mình ít cái tiếp xúc, cơ thể này ít cái tiếp xúc, tâm này ít cái tiếp xúc, miệng này ít cái tiếp xúc, để cho nó tam nghiệp nó thanh tịnh rồi nó hạ máy bay lần lần, off lần lần, nó cắt lần lần, để nó đi vào giấc ngủ chất lượng hơn. Mình thương người thương mình là trước là mình phải làm những cái điều mình người thương mình làm không được. Mình thương mình hơn hôm qua, tức là mình làm những cái điều mà hôm qua mình chưa làm. Còn mình nghe pháp hoài mình không làm như không. Nghe không? Chưa huynh đệ nha. Cách mà mình mặc áo tràng vô, chậm rãi quan sát chánh niệm hoặc duy trì câu A Di Đà Phật, lạy Phật ba lạy, ngồi xuống hít thở. Cách mình lấy kính ra mình để, mình quan sát hết, cẩn thận cụ thể chú tâm quan sát vô. Mình không tu được cái giờ nào thì cái giờ buổi tối á, cho mình khoảng thời gian ngắn ngắn mình thực tập. Chứ mỗi ngày một chút như vậy nó trở thành một cái niềm vui tâm linh. Và mình nhớ tới cái điều đó, đó nó thành cái tích lũy nghiệp, mà nó thành cái sức mạnh nội tại tâm linh. Và những cái lúc đó là những cái lúc mà mình là mình nhất. Những cái lúc đó là những cái lúc mình hạnh phúc nhất, và mình trở về con người chân thật của mình nhất. Mình lên đây thì mình cũng nương tựa năng lượng của Tam Bảo, của nơi thanh tịnh, của thầy, của bạn thôi. Nhưng khi mình về mà mình vẫn mang được cái năng lượng đó ở trong cái căn phòng của mình trước khi đi vào giấc ngủ á, buộc mình phải dụng công. Chứ mình đi chùa để trả bài cho mình cũng biết, mình đi học khóa này khóa kia xong rồi mình cũng trả bài cho đó, thì hôm nay mình cũng coi như nỗ lực lên chùa lạy Phật làm chút thiện phước. Cái đó trò chơi, cái đó đi giải trí. Mình lên đây để mình lấy cái gì mình về á. Còn mình lên đây rồi mình bỏ lại những thứ mình học ở đây á, là đi giải trí nha, cho huynh đệ nha. Thầy nói đừng có buồn, vì cái tâm của mình là mình nghĩ cái chùa nó khác với cái nhà. Không, cái chùa với cái nhà là nó ở đâu? Ở đâu? Đây nè. Chùa hay nhà gì nó cũng ở đây thôi à. Vì cái này nó làm lên cái chùa, và cái này nó làm lên cái nhà. Và nếu muốn cái nhà nó hạnh phúc thì cái nhà nó càng trở nên cái chùa. Nên rất là thương quý với huynh đệ chịu khó sắp xếp công việc mỗi ngày chạy lên đây dành cả tiếng rưỡi để mà ngồi cùng với nhau tu, cùng với nhau học, cái này là quý lắm. Nên những gì mà con chia sẻ với huynh đệ là cái cách thức để chúng ta, một là gỡ những cái nội kết, hai là những cái tips, những cái cách thức nhỏ nhỏ để mà chúng ta ứng dụng và thực tập. Mà chúng ta làm được mà chia sẻ với con á, là con rất là vui. Vui vì có người huynh đệ đó có nhân duyên thầy trò với mình. Mình tu, mình chia sẻ mà họ nghe, họ hiểu và họ làm theo, họ có lợi ích thì hạnh phúc. Một người làm vườn, họ trong cái hoa nở, và cái hoa nở là họ vui. Một người thầy mà dạy học trò thì người học trò mà nở như hoa là người thầy vui. Và cái người thầy đặc biệt sẽ vui đó là ai? Phật.
thì chúng ta là đệ tử của Ngài. Cho nên khi mà ta làm được cái thứ mà Phật dạy á, mỗi lần ta chắp tay ta lại Ngài á, ta cảm thấy có một sự truyền thông giữa thầy trò gần nhau hơn, ta gần với Phật hơn, và ta cảm thấy Phật lúc nào cũng che chở mình. Còn nếu ta không hành lời Phật á, ta thấy ta với Phật rất là xa nhau, và ta thấy hình như là không liên hệ gì hết trơn. Ai mà càng tu mà càng thấy lúc nào Phật cũng che chở mình hết á, thì biết là người đó hành lời của Phật dạy. Mình biết là mình đi đâu, mình cảm nhận mình đi đâu, cũng có Tam Bảo, cũng có Mẹ Quan Âm, cũng có Phật Di Đà, cũng có Đức Thế Tôn. Thấy, nghe, biết mình hết á, là người đó hành trì giáo pháp của Phật á. Có thể lúc nào Đức Phật cũng biết mình được không? Điều đó khó không? Khó hiểu không? Cái điện thoại này nè, bây giờ hãy mở lên nữa là gọi được thôi. Đâu có khó đâu đúng không? Vật lý thôi mà người ta có thể hồ biến một ông Nguyễn Văn A đang có cái mặt như vậy, cái hình tướng như vậy, không đang ở đây. Thầy không cần tới đó mà thầy vẫn làm cho ông tới đây được. Thì cái đó gọi là gì? Thần thông. Và điện thoại làm được rồi đó, gọi ông tới thôi à. Đã, con người phàm phu chúng ta mà cũng có thể có thần thông như vậy rồi. Mình khởi một ý niệm lên thôi là Phật biết. Cho nên hằng ngày mà mình không có tác ý niệm thiện pháp, bỏ đi ác pháp và hành trì chuyển hóa thân tâm mình, thì coi như mình với Phật ở xa nhau lắm. Mình đi nói chuyện thế gian, mình làm những hành động thế gian, mình suy tư những cái tư tưởng thế gian không á, thì Đức Phật với mình không có liên hệ với nhau hết. Mình chưa bao giờ là đệ tử Phật, cho nên mình không có Phật duyên. Phật duyên tức là người ta nói một, mình làm thinh. Người ta nói hai, mình làm thinh. Người ta hung dữ, mình lấy từ bi, mình đối đãi. Thì đó là Phật duyên. À, từ cái chuyện ngủ cho đến cái chuyện hàng ngày chúng ta sinh hoạt, một cái tư thế nằm cho đến cái tư thế đi, đứng, ngồi, cho đến cái lúc mà mình tiếp người, đối vật, cho đến cái lúc mà mình ăn, uống, nghe, nhìn của năm căn tiếp xúc năm trần. Đây là cái đẹp của con người. Đây là cái đẹp của người Phật tử. Đây là cái đẹp của một người biết tu. Và một người biết tu giỏi, họ có niềm vui và hạnh phúc ngay lập tức, và người khác ở bên cạnh họ cảm nhận được, và họ đem đến rất nhiều lợi ích cho người khác bằng cái bài pháp vô ngôn của cái thân hành trì. Và người đó có thể là đứa con của mình bên cạnh nha, chồng của mình, người thương mình, và họ cảm nhận, họ có thể rất là kính mình ở trong cái họ thương mình á. Hai người ở với nhau thường là thiếu cái kính. Thiếu cái kính thì cái mối thương yêu đó trước là tự do đến với nhau, sau á là bỏ nhau không được, là bởi vì ràng buộc. Ràng buộc đó là bởi vì dĩ nhiên là mình còn vô minh, cho mình còn tham ái. Nhưng mà ràng buộc đó, họ đi thì mình hận, mà họ không đi thì mình khổ, mà đi không được thì do ràng buộc. Nhưng cái quan trọng ở đây là mình không có sự tu tập giữa hai người, nên nó mất đi cái sự tương kính. Mình thấy họ không có gì hơn mình hết, mà còn những cái thứ rất là phàm phu tục tử nữa. Thành ra người mình âm thầm sao? Mình biết những cái thứ đó nó thấp, và nếu mà mình có những cái thứ đó thì hai người sẽ làm khổ nhau, và mình không có thì người kia sẽ không cùng cái cộng hưởng năng lượng tương ứng nữa, thì trước sau gì nó cũng tạo ra cái bức tường. Và nếu người này tu mà không có từ bi nữa thì người kia chắc là không ở được. Và nếu mà người này có thêm từ bi thì người kia có thể được chuyển hóa. Thì chúng ta hành trì đem đến lợi ích nhiều lắm, nhiều lắm.